Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với lại kênh của Tân Thạch Vlog ha. Lời đó đầu tiên thì cho Thạch xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị em và tất cả các bạn đã click vào xem video của Thạch ha. Trước mắt của các bạn này là con Exciter 155 ha. Màu của nó thì là màu tím đen nha các bạn. Đó. Màu tím đen này thì màu này là màu 3D nha. Sau này cà vẹt của nó cũng sẽ ra là màu tím đen luôn ha. Thì hôm nay Thạch thấy con này có một số cái điều mà đặc biệt, ví dụ như là mâm nè, với lại có gắn thêm một số cái phụ kiện, với lại cái màu sắc nó cũng khá là đẹp, nên Thạch đem ra quay lên cho các bạn coi ha, quay và báo giá cho các bạn xem. Rồi thì cái con này là con phiên bản này là con phiên bản cao cấp ha, chìa khóa của nó là chìa khóa SmartK nha các bạn. Đó, có cái cổng sạc nè, cổng sạc USB luôn nè. Đó, đồng hồ thì được sử dụng là đồng hồ điện tử nha. Đó, bên cái hàng Thạch thì cái con xe này thì nó sẽ có là cái công tắc đèn nha các bạn. Đó, đây là cái nút công tắc đèn nè. Yamaha thì vẫn còn cái nút cái công tắc đèn ha. Đó, còn cái đây là cái nút này là cái nút tắt máy xe khẩn cấp nè các bạn. Đó, đây, đưa lên vậy là tắt. Với lại mình nhiều khi là mình có, nếu như mà có bình á là mình đề xe lên nó cũng vẫn là không có đề được nha các bạn. Khi nào mà mình bật xuống cái này thì nó mới đề được thôi. Rồi, bên cái hàng Thạch có độ ví dụ như cho các bạn là như là cái bao tay nè, hoặc là tay thắng. Nhưng mà theo Thạch nghĩ là cái độ zin của nó thì nó sẽ đẹp hơn á. Với lại nó sẽ xài nó bền hơn. Còn nếu như cái này thì mấy bạn nào mà chịu được chơi kiển thì lấy cái này thì nhìn nó sẽ thích hơn ha. Tùy theo các bạn, nhưng mà theo Thạch thì không thích nha. Về phần đầu thì đầu xe nè thì được chia ra làm hai phần. Đó chính là đèn Costa nằm ở trên, còn đèn xi nhan thì nằm ở dưới ha. Còn đây là đèn Remy của nó nè các bạn. Đó, đèn sương mù ban đêm của nó nhìn rất là đẹp luôn, như hai cái con mắt của con cú mèo vậy các bạn. Đó. Với cái họa tiết của nó về phần đầu thì họa tiết của nó là có số 39 nè, chữ Monster nè. Đó, 39 có nghĩa là thằng tài nhỏ nha các bạn. Đó, còn ví dụ như mà anh em thích cái số khác, hàng ngày tháng năm sinh khác thì vẫn được luôn ha. Đó, còn về phần mâm. Mâm này thì cái con này thì được sử dụng mâm của nó là mâm đậu nha các bạn. Mà cái mâm này không biết là mâm gì mà thấy nó cũng hơi lạ nha các bạn. Bạn nào biết tên mâm thì cứ bình luận ở bên dưới màn hình ha. Đó. Kích thước của vỏ của nó thì nó vẫn giữ là cái kích thước vỏ bình thường nha các bạn. Vỏ của nó là vỏ không ruột ha. Đó, vỏ của nó nè, kích thước vỏ là 90 80 80 ha, 90 80 17, nó hơi nằm sâu bên trong thì các bạn thông cảm Thạch nha. Đó, về cái màu tem này thì nó sẽ là cái tem chìm vô phần bên trong với lại cái nước sơn luôn nha, tại vì cái màu này là màu 3D không phải là màu zin, cho nên không có gắn cái tem của hãng nha. Đó, tem nè, chữ Raxin nè, nhìn rất là đẹp luôn. Bản này là bản kiểu như độ của phiên bản Monster các bạn. Đó, có ghi đầy đủ thôi. Đây là của chữ Yamaha nè ha. Rồi, về mức tiêu hao nhiên liệu thì cái con này có mức tiêu hao nhiên liệu là 2,09 lít trên 100 km nha các bạn. Đó, dung tích xi lanh của nó là 155,1 cm khối ha. Con này thì được chu trình thử vào năm 2013 nha. Đó, đây cái này là cũng bên cửa hàng Thạch độ luôn, nhưng mà theo Thạch thì chỉ thích cái phuộc thôi, còn những cái phần còn lại thì thấy nó kiểu như nó màu mèo quá. Theo Thạch á, theo riêng bản thân của Thạch á thì Thạch sẽ không thích cái này, tại vì mấy cái này cái thứ nhất là nó sẽ xài không có bền bằng, cái thứ hai nữa là tốn tiền của anh em nữa. Đó, thì Thạch chỉ nói vậy thôi, còn anh em là thích chơi kiển, thích sáng xe mình á thì mình cứ độ lên ha. Này, mâm sao cũng vậy luôn, vẫn giữ cái kích thước của nó nè, kích thước vẫn giữ là cái mâm thì được sử dụng mâm độ. Còn cái kích thước vỏ thì vẫn là sử dụng là vỏ zin ha, 120 trên 70 17 nha. Rồi, đây Thạch sẽ quay sơ lược cho các bạn coi về một phần một vòng ha. Đó, còn về cái phần về sau thì về sau rất là chắc chắn các bạn, nó rất là cứng luôn, nó cứng nhắc luôn các bạn. Còn chứ nó không phải là như những cái dòng xe ví dụ như Raider này, đây nó rất là mềm mỏng nè, Raider Satria rất là mềm mỏng luôn. Còn đối với con này thì cái dè nó rất là cứng nè. Đó, ví dụ như bạn nào mà thấy nó rầm rà quá không thích thì mình có thể tích hợp xi nhan hoặc là mình hai cái dè áp giáp này kia vô ha. Thì giá xe hiện tại của con phiên bản mà 3D này á là giá xe nó hiện tại là đang giá là 50 triệu ha, là đã bao gồm là thuế VAT này kia rồi luôn, chỉ còn cộng thêm cái tiền biển số nữa thôi nha các bạn. Đó, còn nếu như mà các bạn mà lấy phiên bản zin á thì nó sẽ rẻ hơn 2 triệu ha, rất là rẻ luôn, nó chỉ từ 48, có thể là cái bản mà chìa khóa SmartK nó chỉ có tầm khoảng 44-45 triệu thôi. Thì bạn nào thấy thích á thì cho Thạch xin một like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Thạch sẽ để cái ghim cái số điện thoại của một bạn nhân viên bên cái hàng Thạch ở bên dưới màn hình ha. Bạn nào thấy mà muốn mua xe thì cứ liên hệ với lại số điện thoại đó ha. Rồi, Thạch cảm ơn tất cả các bạn đã click vào xem video của Thạch á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.